Em đang làm một tí, em cũng nói chuyện nhá, không không cần để mặt nha chị nhá. Thì chị em vừa clip rồi thì anh Lê Minh có trao đổi rồi, thì anh đã gửi cho cơ quan cảnh sát. Chị em nói bà con thông báo giùm cái đi là em với anh Lô Minh hai không quýnh À, ơi, anh nó nghe hơi lập dập lắm em. được chưa hả chị? Đừng chưa, được chưa à. Được rồi đó, À, đấy nó thì nghe nè. anh ấy bảo là anh ấy cái bộ hồ sơ đấy là cảnh sát nó đang củng cố hồ sơ chị ạ. Thì mình cũng dặn anh ấy là hết sức cẩn thận thôi chị. Cho chị nói nè, em với anh Lô Minh Vâng. cũng làm cho chị lo, hai người bàn tính kế mà chị đâu có biết đâu, vụ bao que cho lòi đuôi ra. Em kể em với anh Lô Minh bà muốn tính kế vụ bao que lòi đuôi cho bà con xem đi, có bao que vô nhà chị kìa, mà ngộ cái chị mở Facebook lên là bao que nó theo chị dữ lắm em ha. Cái bọn ba que này thì chị Nhiên biết rồi, thì chúng nó chỉ được cái hô hào hỏa lực mồm với cả bàn phím, gõ bàn phím thôi, chứ còn khi ngày xưa đấy nó đánh nhau mới đời ông cha mình cộng sản đấy, thì chưa vào chúng nó đã bỏ quần bỏ áo, chúng nó cởi chúng nó chạy rồi, rồi tranh nhau đu càng máy bay đấy, thì chị biết đấy. Thì chúng nó chỉ Rồi giỏi hô hào chứ chúng nó đánh nhau chúng nó có ok trí óc đâu. Đây à. em nói chị đơn giản như em anh Lợi Minh đấy, bàn kế vớ vẩn thôi mà chúng nó còn điên đảo khắp nước Mỹ, cái bọn chống cộng này đấy. Hai anh em bàn kế mà không nói cho chị biết, để chị sợ khi chị khóc chị muốn chết luôn hả? Chị mới làm gì vô vô mới bộ tính đâu thiệt Cái thấy không? chỉ có mỗi mình anh Lợi Minh ở bên Mỹ thôi mà chúng nó còn điên đảo hết cả nước Mỹ lên, chị thấy không? Từ hôm bây giờ chúng nó cứ điên đảo, rồi chúng nó lùng gào thét như kiểu chúng nó phải giết bằng được anh Lợi Minh đấy, nó điên điên đến Đó. nỗi mà. Đó mà cái trang của chị nói em, cái trang của chị bao que vô nhiều lắm, để chị coi coi. Vâng. Đã chắc đăng đông cái công khai mới có Khánh Quỳnh và Khánh Bùi gì vô đó. Thì hai anh em cứ hả bà ngu lập kế, rằng năm nay 28 mình chìa khóa bao que, hai hai người bà ngu lập kế thì sao mà bao que trúng kế, nó chạy xe, nó chạy xe tới chỗ nó dâng hiến mạng của nó cho anh Lô Minh luôn, mà khôn cái nó không dám đi qua hàng rào em ha. À vâng, nó cũng khôn, nó cũng biết luật, nhưng mà nó chỉ dọa ấy thôi, nhưng mà rất may cho nó là khi mà nó bước được nửa cái hàng rào mình đã cắt được cái hình ảnh đấy rồi là nó chết rồi, hiểu không? Là có hành vi rồi, có nghĩa là anh trèo qua lửa hàng rào là anh có hành vi rồi đấy, thì cái đấy mình cũng thể 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 thể, thể luận tội nó được. Với cái quan trọng nhất là anh Lợi Minh anh bảo là anh sẽ tìm được cái, cố gắng tìm cái địa chỉ của con Lisa Phạm, bởi vì là như chị biết con Lisa Phạm thì ở trong nước mình thì nó khủng bố, thì nhà nước mình còn chưa làm được gì nó bởi vì nó là công dân Mỹ, nhưng mà anh Lợi Minh thì anh là quốc tịch Mỹ, thì anh ý kiện nó về cái hành vi gọi là công công khai cái quyền cá nhân, địa chỉ nhà hoặc là cái tên tuổi của anh ý để cho bọn nó đến khủng bố. Thì anh cố anh xem anh tư vấn luật sư để xem nó làm mà lôi cổ được nó ra tòa án. Thì thời Đó gian tới thì cố gắng xem mà anh Lợi Minh xem anh làm bước tiếp theo như nào. em chào anh Hằng một hồi. Thì bây giờ hiện tại giờ bọn nó đã trúng kế anh Lô Minh rồi, mà tại cái anh Lô Minh này nè thiệt đó, không lẽ không cái ông này mà đi về nước rồi chị phải phạt ổng nặng, ổng làm ổng có tính toán gì cho chị hay chị biết gì trơn, làm chị trời ơi chết rồi. Bây giờ bọn nó lại tới nhà anh Lô Minh nó tìm nó giết ảnh rồi, giờ chị sợ quá chị khóc. Anh thấy không, khóc buồn luôn buồn lo mà không biết tới chừng sao ra rồi. Trời ơi cái âm mưu của ổng dưới mà quân khúc, hai người này làm âm mưu định cho bao que nó lộng lẫy thiệt tình, hai người này làm thiệt á. Mừng quá À, thực ra mà thì mừng cái gì nữa nó bị dính cái kế ra. Chị nói đi. mà mừng cái gì nữa nè mà cái thằng Trương Quốc Huy á, cái thằng Trương Quốc Huy á nó còn còn nói một cái câu đó, cuối cùng phải không, À thằng cái đấy không phải thằng thằng Trương Trương Quốc Quốc Huy Huy, thằng đấy nói nó tên là cái gì, Peter cái gì chị ạ? Không không phải Trương Quốc Huy. Peter cái gì? Cái thằng mà nó dọa ấy, mà thằng đấy là thằng đấy là tên là Peter cái gì? Em không nhớ tên tiếng Anh của nó. mà chị nói em nghe nè, cái anh công nhận mình nói thiệt đúng là đời ông bà mình cái linh thiêng, cái đất cái Việt Nam mình linh thiêng quân khúc,
bởi vì anh Long Minh ảnh cũng là cái người quá trí tuệ, ảnh mới gài được cái trận này, cái trận này bởi vì bọn chúng nó nói ra luôn, bộ nói là Lisa Phạm cầm đầu đưa địa chỉ để khủng bố anh Long Minh mà, đúng không, trong cái clip đó đó. Đúng rồi, cái câu nói đấy là có thể củng cố hồ sơ được. Đó Cái thì câu nói đấy em là có thể củng cố hồ sơ được. tại cái đó là Lisa Và Phạm đưa không. cái câu nói đấy củng cố hồ sơ được thì thực ra thì chúng nó dính vào cái kế khích tướng của anh Lê Minh. Thì như chị biết mấy cái clip mà anh Lê Minh lên trên mạng ấy thì là chúng nó điên đảo lắm, bọn nó điên đảo lắm. Thế là cùng với hôm nọ chúng nó thách là bảo là thách thằng cộng sản nào mà cầm cờ đỏ sao vàng trên nước Mỹ. Thế là hôm anh Lê Minh anh lại cầm cái cờ đỏ sao vàng anh ấy đi đấy, thì nó lại càng điên lên, nó lại càng tức hộc máu, chị Em nhớ ai hiểu nữa không? không? Có anh Can Nguyễn nữa, anh Can Nguyễn ông cũng cấm cho nước Mỹ rồi đó, ông cấm Và trên nhà ông đó đó. nhưng mà Để bữa nào chị anh đưa à, cho cái clip anh. thế à, anh đấy thì em không có rõ, nhưng mà căn bản là alo nghe Nó rõ lại gì giặt quân khúc rồi. Rồi nghe rồi, rồi nghe rồi. mạng mạng nghe nó hơi kém, giờ này nó cao điểm nên mạng nó hơi kém thì Thì anh Long Minh thì đâu phải riêng gì Nhiên lo cho ảnh, mà tất cả bà con trong nước mình đều lo giống như Nhiên. Hồi nãy Nhiên làm clip có một khúc thôi, Nhiên mất chạy đi công việc còn phải quay về, sao mà bấm lộn rồi xóa cái clip đó. Thì Nhiên không có đưa clip đó lên được, tự nhiên bận đi công việc nữa. Thì anh chị em mình là Nhiên lên làm clip lại, thông báo là những cái clip mà anh Lợi Minh ảnh nó thách anh Lợi Minh, nói là thách những người nào mà cầm cái lá cờ Việt Nam trên nước Mỹ chạy ngoài đường. Thì anh Lê Minh cầm cái cờ đó thì cũng nó thích, thì anh Lê Minh cầm cờ đó quay clip đăng lên thì nó khích anh Lê Minh vậy. Rồi bây giờ là nó kiếm anh Lê Minh nó giết này kia kia nọ, nhưng mà cái đó là cái anh Lê Minh khích nó vậy thôi. Mà anh kén thì thôi em nằm nghỉ trưa đi, em trưa giờ em cũng làm clip rồi. Nghe quân khúc chị chào em, cảm ơn em, cảm ơn em và anh Lê Minh, hai anh em cùng hợp tác với nhau để mà đưa ba que nó vào chồng cho nó bỏ, nó chừa cái tội của nó, chưa chừa cái tội nó hâm nó giết bà con mình đó. Cái này là các anh chị nhờ cũng em Quân Khúc nữa, người anh Lô Minh nữa, cái người mà lập công đầu là anh Lô Minh đó. Thì thấy bọn chúng nó hâm bà con mình, nó giết bà con, anh Lô Minh làm cho nó bọn chúng nó biết cái con còn hâm dọa nó hay không. Thì lần này thì anh Lô Minh ảnh đưa những cái clip đó ra cho cộng đồng đi đi kiện bọn chúng nó, mà lần này là con Lisa Lé nó đái trong quần rồi cả nhà. Lần trước là bên an ninh của mình đó là chi nã nó toàn quắt rồi, chi nhã nã con Lisa là toàn quắt rồi đúng không. Bây giờ lần này con Lisa đưa thông tin của anh Lô Minh cho tất cả những cái bọn khủng bố, là khủng bố nhà anh Lô Minh về chỗ đó. Vợ con anh Lô Minh cũng sợ vậy, nhưng vì chỗ đó anh Lô Minh lấy những cái clip đó đi báo cho FBI, FBI đang vào làm việc với ba tên khủng bố đó, với hai nữa là lợ đi tìm đến địa chỉ nhà con Lisa cho luật sư đi kiện luật con Lisa này đưa ra tòa luôn. Lisa và ba mấy đứa ba que bọn chúng mày ha, 2018 rồi, bà con người dân Việt Nam hiện nay bây giờ người ta biết xài mạng truyền thông hết rồi ha. Bọn chúng mày không phải như ngày xưa bà con không hiểu biết ở trong nước nữa đâu ha. Chính là Nhiên ở miền Tây, vùng sâu vùng xa vùng quê, thật sự hiện nay bây giờ Nhiên cũng chưa có biết xài gì cài đặt mà Facebook luôn á. Nhiên xài nhiều máy thật, xài nhiều rất là nhiều máy, nhưng mà không biết sử dụng cài đặt Facebook. Thì có em Mai Dương rồi, thì có em Mai Dương với Chùm Sò đồ đó đi vô Facebook của Nhiên, nhờ em nó em mở bình luận em cài đặt cái này cho chị này kia, rồi bảo mấy đứa nó bảo vệ Facebook cho Nhiên luôn. Nhiên không biết, Nhiên chỉ là viết bài rồi xong rồi Nhiên đăng trực tiếp thôi đó. Thì thông báo cho ba que tụi bay biết là những người dân như tao không biết gì Facebook, cài đặt Facebook mà còn phải lên biết cái chuyện này ha. Thì tụi bay đừng bao giờ nghĩ cái người dân quê là tụi bay đi đi hăm dọa nữa, không phải đất nước Việt Nam này cũng như Mỹ. Tụi bay hăm ha thì tụi bay cũng y như vậy thôi, tụi bay cũng đi tù đi tội vậy thôi. 2018 này ta cho tụi bay
từ thằng già lẫn con trẻ ha, yêu cầu mà đứa nào hâm lên clip hâm, tao không thèm nói đâu, cứ hâm cứ chửi thoải mái, tao lấy cái clip đó đó tao đem để tao báo cho an ninh, rồi là tự an ninh đi làm việc, chứ tụi bay lỡ tới nhà tụi bay nắm đầu tụi bay thôi ha. Còn tụi bay chửi Bác Hồ, chửi Đảng Cộng sản gì đó thì để cho an ninh ở trong nước làm việc cho tụi bay. Còn những đứa mà ba que xỏ lá ngoài nước ha, mà cái vụ này nè mới là gắt gói nè, cái đám ba que chống cộng ngoài nước của tụi bay ha, ở bên hải ngoại ha, tụi bay là lồ quỷ ha, không phải tụi bay là người đâu ha, tao chửi cho cái đám ba que tụi bay biết ha. À,